Thực ra là cái thời gian làm ấy thì cũng để ý trên YouTube ấy, thì thấy công ty của mình làm nhiều mà cũng phù hợp với cả như của mình cần, tại vì làm xa không ở gần nhà đâu, cái công ty phải sử dụng trọn gói mà theo dõi thời gian hơn năm đấy. À, hơn một năm. Hơn một năm đấy. Dạ. Thì bây giờ mới có cái có dịp để mình xây thì mình mới gọi đến công ty. Dạ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, hiện tại thì chúng tôi đã có mặt tại 180 Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, và nơi đây cũng chính là trụ sở Mark Home miền Bắc. Ở đây chúng tôi sẽ có showroom để trưng bày tất cả những trang thiết bị vệ sinh, những vật liệu mà do Mark Home sản xuất và phân phối độc quyền. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Ngọc Huyền và Đức Kiên sẽ đồng hành cùng với lại các kỹ sư của Mark Home chúng tôi đến trực tiếp này khảo sát cũng như là ký kết hợp đồng thiết kế cùng với gia chủ. Và bên cạnh hôm nay thì đó chính là anh Trinh cũng như là anh Thảo. Hai anh có thể là giới thiệu một chút ạ, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có lịch trình đi đâu không ạ? Đã. Thì hôm nay lịch trình của công ty Mark Home chúng tôi sẽ có về gặp với ba vị khách hàng, thì sẽ có hai vị khách hàng tại Hà Nam và một vị khách hàng tại Thái Bình để cùng nhau trao đổi tư vấn và thống nhất để ký hợp đồng thiết kế với các vị khách hàng này. Dạ vâng, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát rồi nhé. Được rồi, chuẩn bị mời các bạn. Vâng. Thì trước tiên ở đây thì em giới thiệu với lại anh Dân với lại chị, thì em là Trinh, đây là bạn Thảo, hai anh em bên có phòng kỹ thuật công ty thiết kế nhà Mark Home. Vâng. Đấy, thì hôm nay mới có nhận được thông tin từ công ty gửi về là anh chị đang có dự định về thiết kế xây dựng nhà. Đúng rồi. Đấy, thì công ty cử hai anh em về đây để khảo sát khuôn viên đất đai nhà mình, lấy kích thước đất và lấy hướng. Vâng. Vâng, để triển khai lên cái bản vẽ thiết kế cho mình là sao hợp tình hợp lý và thoải mái nhất của mình. Vâng. Thì là cái khuôn viên sau này mình xây dựng là đất ở bên này đúng không anh? Đúng rồi. Thì bây giờ thì anh chị dẫn cho bọn em ra khuôn viên đất cho bọn em đo đạc lấy hướng một chút nhé. Dạ vâng. Thì đất nhà mình ở đây thì là mặt tiền của mình là được nhiều không anh nhỉ? 5 mét rưỡi bằng đúng nhà này anh. 5 mét rưỡi và 5 mét rưỡi sâu của mình là 16 à. Thế là cũng là hình thức là bằng nhau này. Nếu tổng là tầm như 87 88 mét thì đấy. Vâng. Để tí lát bọn em đo lại thực tế bằng như thế này. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì đội kỹ sư của chúng tôi đang tiến hành đo hướng thông qua cái la kinh này. Đây là một cái dụng cụ rất là chuyên dụng rồi. Thì đối với cái la kinh này chúng ta sẽ nhận định được những cái thông tin gì hay? Đối với cái khuôn viên đất nhà mình ấy, đúng khuôn đất của khách hàng thì mình sẽ có một cái là la kinh để mình đo về là tìm theo phong cách hướng nhà để mình tính toán về phong thủy cho khách hàng làm sao nó hợp tình hợp lý và hợp tuổi của khách hàng nhất. Đấy. Vì trong cái la kinh này nó sẽ có những cái địa điểm ranh giới có hướng, ví dụ là bao nhiêu độ có hướng có hướng gì đấy. Thì trong cái la kinh này nó sẽ là đặc biệt một cái là nó sẽ tốt hơn là mình hay dùng các đơn vị khác, có thể là người ta hay dùng bằng điện thoại người ta đo, nhưng mà trong điện thoại thì trong con người mình sẽ có những cái phần kim loại thì nó sẽ bị lệch nhau về độ, nó sẽ bị lệch, nên là mình bắt buộc phải có la kinh để đo thì nó sẽ là chuẩn xác nhất. Quý vị thân mến ạ, và đây hiện tại thì các kỹ thuật viên của chúng tôi đang trong quá trình mà bay máy flycam để lấy được toàn bộ hiện trạng khuôn đất. Thì như quý vị có thể nhìn thấy ạ, theo cái hình ảnh flycam của chúng tôi bay từ phía bên trên xuống ấy, là toàn bộ cái công trình đất của chúng ta này. Ở phía bên cạnh thì đã là có một cái công trình gia đình, một cái nhà hàng xóm đã xây dựng rồi. Còn công trình của chúng ta thì sẽ sát đến khu vực nhà hàng xóm. Và sau này thì chúng ta cũng xây dựng cái công trình theo kiểu nhà lô phố đúng không anh? Đúng rồi. Và anh sẽ lấy toàn bộ cái hiện trạng khuôn đất như thế này ạ, thì để có tác dụng gì với anh? Để sau này mình định vị được cái hướng nhà và cái hướng mà gia chủ muốn xây dựng cả cái khuôn đất mình sau này nhà vị trí nó sẽ đặt ra sao. Thì nó sát cái này thì nó cũng gần giống như là một căn nhà lô phố giống bên này vậy. Đúng rồi. Còn cái hình thức ở phía bên ngoài sau này gia chủ sẽ tự lựa chọn. Đúng rồi. Cảm ơn anh nhé. Dạ vâng.
Đấy thì em giới thiệu lại với anh chị là em là Trinh. Thì bọn em có vừa đo đạc khảo sát đất nhà mình, lấy kích thước lấy hướng rồi. Thì để triển khai lên được một cái bản vẽ thiết kế ấy, thì bọn em sẽ xin một số cái thông tin của nhà mình. Đấy, thông tin đấy là tên tuổi năm sinh của những thành viên sau này mình ở cái ngôi nhà mới này. Đấy, tên tuổi với năm sinh các nhà. Vâng, anh chị và các cháu. Đấy, thì sau này thì các cháu vẫn phải ở với anh chị mà. Đấy, lúc mới đầu còn về lâu về dài thì anh chị ở là chính. Đấy, với lại cái nhu cầu công năng của nhà mình. Đấy, ví dụ là anh đang dự định làm 3 tầng chẳng hạn, nhưng công năng ở tầng 1 của anh là ví dụ phòng khách, bao nhiêu phòng ngủ, bao nhiêu nhà vệ sinh, tầng 2 cũng vậy. Để bọn em có cái cơ sở bài toán anh đưa ra để về bọn em diện giải và tính ra cái kích thước và thông thủy cho nó phù hợp với cái khuôn viên đất nhà mình. Đấy. Ví dụ nữa có mình thường thường ví dụ nó 3 tầng nhá, trên tầng 3 của anh nhá, nó sẽ có ví dụ một ít ban công này. Đằng trước là nó sẽ là cái phòng thờ này. Còn đằng sau này có thể mình để trống để làm sân phơi này. Đấy, thì nhìn cái mặt ngoài, mặt tiền ngoài thì nó vẫn là hình thức là 3 tầng. Đấy, nhưng mà trong này sử dụng nó sẽ có một ít phòng thờ này thôi, không có phòng ngủ hay cái nhà vệ sinh gì trên đấy thì nó không rộng lắm. Đấy, còn có nhiều nhà người ta sẽ làm 2 tầng giữa một tum, thì ví dụ là đằng trước ban công họ muốn làm rộng này, đằng ở giữa đây họ sẽ làm cái phòng thờ hoặc là cái cầu thang lên trên đây họ chơi. Đấy, nó chỉ có một ở giữa đây thôi. Đấy, còn trước sau là ban công với sân phơi. Nhưng mà cái làm này thì là người ta sẽ lộ ra là hát chừng là 2 tầng rưỡi. Đấy, mặt tiền nó không phải là 3 tầng. Em thích kiểu ban công về đằng trước thì nó phải có ban công, nhưng mà ban công của nó là ngắn hay dài thôi. Đấy, nó thường như vậy đấy, rộng ban công rộng đằng trước ấy. Đấy, thông ban công đằng trước nó phải rộng thì đẹp, đằng sau nó chỉ là sân phơi để mình phơi quần áo trang trí thôi. Nó thì có nhiều cái phong cách để mình bố trí là giá phù hợp. Cái toàn là phụ thuộc vào nhu cầu công năng của nhà mình, trên tầng tung nó có cần nhiều phòng hay không thôi. Đấy, để bọn em bố trí, chứ có một cái phòng thờ không thì nó chỉ là đơn giản thôi. Để một phòng ngủ, đấy được không? Đấy là do xác định cái phong cách nhà mình là mình có thích hay không thôi. Chứ tầng 2 thì mấy phòng ấy? 3 phòng. Tầng 2 mình đưa diện tích nữa là khoảng 3 phòng. 3 phòng. 5 x 16. Bây giờ là 16. Khoảng 3 phòng. Còn ví dụ 3 phòng ở đấy thì nếu là 3 phòng nó sẽ không được rộng thoải mái như bình thường, vì nó còn phải mất ô gian cầu thang. Đấy, thì phòng ngủ chỉ nhóc nó chỉ rơi vào 12 m2, 12 m2 thôi. Còn nếu nhà mình muốn ở đấy 2 phòng, muốn rộng rãi, có phòng khép kín thì ở tầng đó chỉ được có 2 phòng, một phòng mới thì mình phải đẩy lên trên tầng tu. Nếu như thế thì diện tích nhà mình thì có thể là tầng 1 nó chỉ được có phòng khách với phòng ngủ với bếp ăn với nhà vệ sinh hết. Thế như ở cái hành lang tầng 2 thì lại rộng lên đúng không? Nếu mà 2 phòng thì rộng nó rộng cái phòng ngủ ra ấy, còn cầu thang là như nhau. Đấy, cầu thang là ở giữa lên thì là như nhau, nhưng mà ví dụ nó sẽ là một phòng ở trước này, một phòng ở sau thì cái diện tích nó sẽ rộng ra. Đấy, thì một phòng có thể là mình sẽ làm phòng khép kín thì nó sẽ rơi vào 20 hoặc hơn 20 mét vuông. Đấy, đây là ví dụ như cái phong cách hiện đại của mình, ví dụ nó đây là nó sẽ là giống kiểu là mặt tiền thì nó là 3 tầng này. Đấy, 1, 2, 3 này. Đấy, còn nếu như mình muốn dùng thì đằng dưới mình sẽ có phòng khách, phòng bếp ăn, một nhà vệ sinh với lại không gian cầu thang. Ví dụ nó sẽ là, ví dụ là phòng khách nó nằm này, trong đằng ở giữa nó sẽ là không gian cầu thang chẳng hạn. Đấy, đằng sau nó là bếp với lại một cái nhà vệ sinh hết. Thì là phòng khách với bếp nó còn rộng. Nếu còn đối với nhà mình mà phòng bếp nó chỉ rơi được khoảng 16-17 mét vuông thì hơi chật, 18 mét vuông chật. Vừa bếp vừa bàn ăn thì nó hơi chật. Ở dưới cho nó thoải mái. Thôi thì chẳng cần phòng ngủ ở dưới đâu. Nếu mà lên trên có cái nhà vệ sinh riêng thì xây phòng ngủ bên dưới để nhớ có xây rượu nữa phải bò lên thôi. Không có làm một ghế được. Ngày kinh nghiệm quá. Còn cái đây là cái sơ bộ của mình. Còn nữa này anh chị nhá, nếu như nhà mình bây giờ mình cứ tạm tính chốt là 3 tầng. Với lúc mà bọn em lên cái mặt bằng công năng và lên mà nhà mình mà thấy ở thế thôi không cần thiết thì mình có thể mình bỏ đi, mình chỉnh sửa được trong lúc mình thiết kế. Cái đây là mới cái dự toán bài toán mình đưa ra thôi. Chứ chưa phải là cứ đưa ra 3 tầng phải chốt là 3 tầng. Có thể là sau này anh đưa ra 3 tầng xong rồi thôi anh chỉ làm 2 tầng thôi, bọn em lại chỉnh sửa lại. Đấy.
Cái quan trọng đầu tiên là bên em nhận thông tin và ký hợp đồng xong, bên em chiều bên em sẽ lập nhóm Zalo. Đấy, nhóm Zalo xong thì tầm 2-3 hôm thì các bạn sẽ gửi cái mặt bằng công năng bố trí cho từng tầng cho anh xem. Đấy, anh chị mà thấy không hợp lý hoặc là muốn chỉnh sửa chỗ nào thì mình sẽ phối hợp và trao đổi với bên nhóm, trong nhóm công ty làm ra đấy để mình chỉnh sửa. Cái quyết định chính vẫn là của anh chị, chứ không phải là công ty. Công ty hỏi được là tư vấn làm sao cho phù hợp và nó theo phong thủy của nhà mình. Thì đây là cái bản hợp đồng thiết kế trước bên em. Anh chị có thể đọc qua giúp em để em giải thích từng trang nhé. Đây là hợp đồng tin là hợp đồng về thiết kế nhé. Là lên kích thước về mẫu nhà này, diện tích kích thước và mình chốt về vật tư vật liệu này. Đấy. Thì ở trong đây là có cái địa chỉ công ty em ở Hà Nội này, 180 Vạn Phúc Hà Đông này. Một số hình ảnh về con người công ty này. Còn trang đầu tiên là nó sẽ là cái hình thức về thông tin của hai bên, của gia đình nhà mình với lại bên công ty này. Đấy. Nhà mình là lát là bọn em ghi vào thôi, lát từ trong sổ này ra thôi. Đấy. Còn cái hình thức thứ hai là về gói thiết kế. Trong nhà dân dụng ấy thì bên em sẽ có hai gói cơ bản chính. Gói đầu tiên gói thiết kế về kiến trúc này. Gói kiến trúc này đơn giá bên em đang làm là 120.000 mét vuông. Gói này thì bên em vẫn thiết kế cho nhà mình là cũng đầy đủ từ kiến trúc, kết cấu, điện nước và bóc tách dự toán. Đấy. Nó sẽ có phần hỗ trợ là phần nội thất, là bọn em sẽ tặng kèm cái phần 3D bóc mái để biết màu sắc nội thất trong nhà. Nó lại không bổ kích thước ra. Đấy. Đấy là cái phần 3D nội thất đấy. Là mình biết được cái màu sắc bố trí trong nhà là màu sắc như nào, có thể sau này mình mua theo cái màu sắc đó mình đặt vào. Đấy. Cái màu sắc nội thất trong nhà này để sau này mình biết được, có thể là chị sẽ nhìn nó sẽ dễ hình dung hơn. Ví dụ đây là cái phòng khách này, bàn ghế này, phòng khách, tivi này, cầu thang lam trang trí này. Đấy là cái phần hỗ trợ về 3D bóc mái này để mình biết được cái nội thất trong nhà. Đấy, cái phần hỗ trợ thứ hai là nếu như nhà mình sau này mà tự thi công thì bên em nhà mình, ví dụ nó 3 tầng hoặc 4 tầng thì bên em sẽ có 3 lần hoặc 4 lần về giám sát cho nhà mình, mỗi lần về làm sắt móng, sắt mái. Đấy. Còn nhà mình thi công chọn gói thì cái đứa là bên thi công bên em là có kỹ thuật, họ sẽ ở trực tiếp tại công trình họ kiểm tra rồi. Vâng. Đấy. Còn đấy là cái gói đầu tiên là gói thiết kế về kiến trúc. Còn gói thứ hai là gói thiết kế cả kiến trúc lẫn nội thất. Thì đơn giá nó sẽ là 200.000 một mét vuông. Thì trong này là bọn em thiết kế cả trong lẫn ngoài cho nhà mình có kích thước và bộ chi tiết ra. Sau này mình đóng theo cái đầu nội thất đấy. Đấy. Nó sẽ có đầy đủ cục từ hai gói này cộng lại thành gói tiếp này. Nó chỉ khác nhau giữa thiết kế kiến trúc, giữa nội thất và không thiết kế nội thất. Hiện tại thì Ngọc Huyền đang ngồi cạnh anh Dân và chị Tuyền ạ. Đây là chủ đầu tư công trình của chúng ta. Chào anh chị ạ. Vâng ạ. Ngày hôm nay khi về đây thì Ngọc Huyền cũng xin hỏi chị một số câu hỏi được không ạ? Vâng. Vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên đi. Tại vì sao mà anh chị lại biết đến công ty Mark Home và lựa chọn Mark Home làm đơn vị thiết kế và thi công cho công nhà của mình ạ? Thực ra là cái thời gian làm ấy thì cũng để ý trên YouTube ấy. Thì thấy công ty của mình làm nhiều mà cũng phù hợp với cả như của mình cần, tại vì làm xa nhưng không ở gần nhà đó, cái công ty dịch vụ chọn gói mà mình theo dõi thời gian hơn năm đấy. Hơn một năm đấy. Thì bây giờ mới có cái dịp để mình xây thì mình mới gọi đến công ty. Có nghĩa là anh chị đã theo dõi Mark Home từ rất là lâu rồi. Lâu phết đấy. Đúng không ạ? Và đến cái dịp này khi mà anh chị quyết tâm xây nhà thì đã liên hệ cùng với công ty. Đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay đi ạ, trải qua một cái quá trình mà làm việc này cùng với các bạn kỹ thuật viên của bên công ty á, thì anh chị cảm nhận như thế nào ạ? Rất là hài lòng cái anh em mình làm này. Vâng. Thế còn chị thì sao ạ? Chị cũng vậy, chị thì cũng đợt trước thì cũng anh theo dõi nhiều, chứ mình thì mình chỉ xem thôi, mình xem trên YouTube đấy, những cái hình ảnh ấy thì mình thấy cũng thấy ưng, những ngôi nhà thích nhưng mà cũng chưa có dự định xây nhà. Thế này có dự định xây nhà thì anh bảo thôi gọi luôn đấy, hôm nọ thì
là cũng gọi rồi, thế nhưng mà ý là hai vợ chồng đang phân vân, là hai mảnh. Chưa biết xây dựng ở đâu. Đấy, chồng ở đây, thế là cứ hoãn. Thế nhưng hôm nay mà tôi quyết tâm xây trên này thì gọi luôn cho anh em bên đấy. Vậy thì hôm nay thì em được biết là chị cũng là người trực tiếp này làm việc cùng với lại các bạn kỹ thuật bên em ấy, thì nhận được cái sự tư vấn của các bạn này, thì chị cảm nhận nhiệt tình như thế nào? Có hài lòng không ạ? Thì anh em cũng nhiệt tình tư vấn, thì có cái gì thì sau này có gì thì vợ chồng sẽ hỏi thêm. Dạ. Ngày hôm nay về đây thì em cũng xin cảm ơn anh chị ạ, vì đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ công ty và đã quyết định là ký hợp đồng thiết kế cùng với công ty ạ. Và em hy vọng rằng người ta có câu rằng là đầu xuôi đuôi lọt đấy. Bước đầu tiên chúng ta ký hợp đồng thành công rồi, em hy vọng là sau này anh chị sẽ có một căn nhà thật sự ưng ý ạ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Quý vị thân mến ạ, thông cuộc trò chuyện vừa rồi thì mình chính thức khép lại chương trình ngày hôm nay. Và nếu như quý vị nào mà đang có nhu cầu thiết kế và thi công chọn gói ạ, vui lòng liên hệ tới các số hotline của chúng tôi để nhận tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn lại quý vị trong số tiếp theo.